con là thượng tế, con là thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Chủ nhật 12 năm C mùa thường niên, lễ mình máu Chúa Kitô. Này là mình ta, bữa tiệc, đồ ăn, thức uống là những thứ thiết thực cho cuộc sống hàng ngày của mọi người và mọi dân. Chính bữa ăn là sự gặp gỡ gần gũi, thân thiết nhất giữa các thành viên trong gia đình và bằng hữu. Người ta thường nói, vô tửu bất thành lễ, không có rượu thì chưa nên lễ, như lễ đăng quang, nhậm chức, lễ tạ ơn, cưới hỏi. Không ai là người mà bỏ qua chuyện đơn giản này. Bữa ăn trở thành quan trọng không phải do cao lương, mỹ vị, nhưng ý nghĩa bữa ăn vượt qua bàn tiệc, đạt đến tinh thần và tâm linh. Hơn một bài diễn văn, bữa tiệc mang nhiều ý nghĩa. Nó là lời nói phong phú, diễn tả nhiều tâm tình khác nhau. Trong cái nhìn nhân văn đó, lịch sử cứu độ cho thấy Thiên Chúa thật là người khi đối xử với dân được chọn. Cuộc giải phóng dân Israel ra khỏi đất nô lệ Ai Cập được thực hiện dưới sự che chở của máu chiên ghi trên cổng nhà của mỗi gia đình. Và tiếp theo, một loạt những sự kiện thần thiên như xẻ đôi lòng biển đỏ để dân Do Thái vượt qua được ráo chân. Dân hành trình trong sa mạc, được bánh manna từ trời rơi xuống nuôi sống trong 40 năm, được giải khát bởi nước tuôn trào từ tảng đá, được cột mây che nắng ban ngày và chiếu sáng ban đêm. Tất cả đều là ân huệ của Thiên Chúa đối với dân được chọn. Những kinh nghiệm này dọn lòng chúng ta đón nhận bánh nuôi sống linh hồn bằng bí tích mình và máu thánh Chúa Kitô. Các hình thức kỳ lạ này được trọn vẹn thực hiện trong lễ vượt qua của Chúa Kitô. Những kinh nghiệm nuôi sống dân trong hoang địa, cung cấp lương thực cho dân trong 40 năm nói lên quyền năng của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa gần gũi con người, một Thiên Chúa có quyền phép vô hạn, đủ khả năng nuôi sống linh hồn con người. Tuy nhiên, vào thời sống trong sa mạc, cũng có người còn hoài nghi sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người. Sự hoài nghi kéo dài mãi đến thời Đức Giêsu Kitô và lên đến cực điểm khi họ quyết định lên án tử cho Đức Giêsu. Họ không tin người là sự hiện thân của Thiên Chúa, một Thiên Chúa nhập thể. Chính khi Đức Giêsu vượt qua từ cái chết thập giá sang sự sống lại, đã mặc khải cho chúng ta, Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu nên Thiên Chúa ở với nhân loại, đồng hành với nhân loại trong lịch sử. Vì yêu nên người nuôi sống nhân loại. Ngày nay, Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt trong bí tích mình máu Thánh Chúa Kitô, bí tích thánh thể được cử hành mỗi ngày trên bàn thờ. Mối hoài nghi về việc Đức Giêsu ngự trong hình bánh rượu vẫn còn nơi tâm trí của một số người trong chúng ta. Vấn đề hoài nghi sẽ được sáng tỏ hơn khi giải quyết được ý nghĩa về lời nói của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly trước khi chịu nạn. Này là mình ta, này là máu ta. Mình và máu trong tiếng Do Thái không có nghĩa như chúng ta hiểu hiện nay, nhưng mình có nghĩa là bản thân con người trọn vẹn, và máu là biểu tượng sự sống. Khi Đức Giêsu nói, này là mình ta, này là máu ta, người muốn nói, này là sự sống của ta, đây là trọn vẹn bản thân ta. Như vậy, khi rước lễ chúng ta hiệp thông với con người toàn vẹn sống động của Chúa Kitô, chính linh hồn chúng ta đón nhận sự sống của Chúa. Sự hiện diện của Đức Giêsu trong phép thánh thể không phải là biểu tượng vật chất hay hóa học, nhưng là sự hiện diện thật sự và linh động của Chúa Kitô phục sinh. Một sự hiện diện sống động của tình yêu làm của nuôi linh hồn chúng ta.
Đó là sự hiện diện bí tích mà người Kitô hữu cần phải có đức tin mới nhận ra được. Để hiểu biết về sự hiện diện, ta có thể giải mã bằng dùng các hình ảnh sau đây. Có nhiều cách để tiếp cận sự hiện diện. Ví dụ, người ta cần có TV để nhận ra sự hiện diện của cầu thủ trên sân cỏ. Đó là sự hiện diện ảo. Về một trận bóng đá xảy ra thật sự ở cách xa chúng ta nửa vòng trái đất, hay người ta cần mua vé để đến tận sân cỏ, ngắm màn trình diễn của các cầu thủ. Đó là sự hiện diện cụ thể. Sự hiện diện ảo khi xem đài truyền hình khác với sự hiện diện cụ thể trên sân cỏ. Còn có thứ hiện diện cao hơn nữa, đó là sự hiện diện bí tích mà chúng ta cần phải có đức tin mới nhận ra được. Ba sự hiện diện này đều là thật ở các cấp độ khác nhau. Cách nghĩa thế nào đi chăng nữa, thì lời truyền phép thánh thể vẫn là mầu nhiệm vượt quá trí óc con người. Bánh và rượu là những dấu chỉ nuôi sống con người. Chúng diễn tả mối tương quan, duy trì sự sống giữa con người và thiên nhiên cùng với bản sắc văn hóa và xã hội đang sống. Qua dấu chỉ bánh rượu, tức là dấu chỉ của sự sống, bí tích thánh thể mở ra con đường dẫn đến sự sống của Thiên Chúa. Sự sống này được đem ban phát cho nhân loại bằng hy tế của Đức Giê-xu trên thập giá. Lạy Chúa Giê-xu thánh thể, còn tin thật, Chúa đã dùng mình máu rất châu báu của Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn con. Xin cho con biết yêu mến phép thánh thể, siêng năng tham dự thánh lễ, nhất là thánh lễ Chúa Nhật, mà từ lâu con vẫn hững hờ. Amen.